vì không có hư dối, vì tất cả nguyện đều đầy đủ, vì chẳng hết hạnh hữu vi, vì tùy thuận trí vô vi, vì sinh ra trí huệ chư Phật, vì hết thùa vị lai thành tựu tất cả giống hạnh thù thắng, vì đến được bậc trí huệ vô công dụng. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát nên biết, ở chỗ Như Lai bất luận là thấy được Phật hoặc nghe được danh hiệu Phật, hoặc gần gũi Phật hoặc gieo trồng căn lành, phước đức thành đều không đúng qua, chắc chắn sẽ được lợi ích. Gieo trồng căn lành tuyệt đối chẳng hư vọng mà còn sinh ra giác ngộ và trí huệ vô tận, vì sẽ thoát khỏi tất cả chứng nạn bồ đề đạo, vì quyết định đến được quả Phật rốt ráo, vì không có sự hư dối tròn thật, vì tất cả thệ nguyện thổ xưa đã phát ra đều được đầy đủ, vì hạnh hữu vi bất tận, vì tùy thuận trí huệ vô vi, vì sinh ra trí huệ chư Phật, vì hết thuộc vị lai thành tựu tất cả sống hạnh thù thắng, vì đến được bậc trí huệ vô công dụng, nghĩa là Bồ Tát tu đến bậc phát địa trở lên, không cần thêm dụng công, tự nhiên sẽ kết hợp với trí huệ chân lý. Phật tử ví như đại trượng phu ăn chút kim cang, chọn không thể tiêu hóa được, phải xuyên thủng thân mà lọt ra ngoài. Tại sao? Vì kim cang không thể ở chung trong nhục thân tạp loài. Ở chỗ Như Lai ra chút căn lành cũng là như thế, phải xuyên thủng tất cả thân hữu vi các hạnh phiền não, đến nơi trí huệ vô vi rốt ráo. Tại sao? Vì chút căn lành đó không thể ở chung với các hạnh hữu vi phiền não. Các vị Phật tử ví như đại trượng phu tuy ăn chút đá kim cang như chọn không thể tiêu hóa được, phải xuyên tụng thần mà lọt ra ngoài, phải giấc vậy, vì đã